Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV mini. Đó chính là chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium quý bạn nhé. Và ở cái phiên bản 1.5 Titanium này, là cái màu này là màu rất là đẹp, rất là độc quý bạn nhé. Nó là cái màu nâu hổ phách quý bạn ạ. Bản màu này là màu mới của Ford EcoSport đấy ạ. Đấy, và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium này được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 3.4 km rồi quý bạn nhé. Ở 2019 thì quý bạn thấy được đây ạ. Được thay đổi rất là nhiều thiết kế này, từ cái mặt ca lăng, logo, các thứ đều rất là khác rồi các bạn nhé. Và ở cái phiên bản 2019 này, đầy đủ từ tem sườn, giá nóc hết cả rồi các bạn nhé. Đầy đủ rồi, tem sườn, giá nóc, option đầy đủ rồi. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý bạn, thứ nhất là còn nguyên bản, thứ hai là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 569 triệu đồng quý bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe, số tiền còn lại là 70%. Quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport phiên bản 1.5 Titanium 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium 2019 màu nâu hổ phách này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium màu nâu hổ phách 2019 này quý vị bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất chiếc xe này nó còn đẹp như thế nào, mới như thế nào sau 3.4 km quý vị bạn nhé. Nhìn về phần bên ngoài rất là đẹp quý vị bạn nhé. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn rửa, chưa có sơn si dọn dẹp gì đâu, tất cả là còn nguyên bản, mua như thế nào là tôi quay như thế vậy đấy ạ. Đấy, thì bên ngoài thân vỏ thì nó có đôi phần xước sát như này đây quý bạn này. Xước sát rất là nhỏ thôi quý bạn nhé. Đấy, thì trong buổi chiều hôm nay hoặc ngày mai thì chúng tôi sẽ cho đi sơn lại và đánh bóng dọn dẹp để đảm bảo với quý vị và bạn, khi quý vị và bạn đến với cửa hàng chúng tôi xem chiếc xe này thì chiếc xe nó sẽ đẹp hơn là ở cái video mà tôi quay ngày hôm nay đây quý bạn nhé. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Màu nâu hổ phách này là cái màu mới của Ford dành cho chiếc EcoSport này, để ra ngoài trời nắng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, màu nâu hổ phách quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp. Và với 3.4 km thì tất cả nó còn nguyên bản, nguyên bản từ dàn lốp quý bạn nhé. Và Ford cũng đã rất là ưu ái cho chiếc EcoSport này là một cái dàn lốp Michelin Premacy đấy ạ. Đấy, rất là đẹp, và cái dàn lốp Michelin này thì đi rất là êm quý vị và bạn nhé. Dàn lốp Michelin thì quý vị và các bạn biết rồi đấy ạ, đi thì rất là bền và rất là êm. Nhìn về cái phần thân vỏ thì quý vị và các bạn cũng đã biết đây ạ, chiếc xe này đã được trang bị từ tem sườn cho đến bậc cửa đầy đủ cả rồi, gương chiếu hậu tích hợp trên xi nhan, tích hợp trên gương chiếu hậu. Đấy. Và cái phần đèn đây các bạn nhé, nhìn về cái phần đầu thì cái đèn rất là mới, rất là đẹp này. Cụm đèn pha cho đến đèn gầm đều rất là mới này. Đấy, cụm đèn pha, đèn gầm đều rất là mới. Chúng tôi cam kết với chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và
máy móc tất cả là còn nguyên bản và rất là đẹp đây quý bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần đầu thì quý vị và các bạn thấy được là từ cái form 2019 này thì Ford cũng đã thay đổi cái mặt ca lăng, thay đổi thiết kế hoàn toàn cho chiếc EcoSport này. Và xe cũng đã được trang bị khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, đây là mở cửa hay là nhiều người còn gọi là vân tay, thực tế là nó không phải là vân tay đâu mà nó chỉ cần là vuốt một cái thôi, không phải bấm. Đấy, nhiều người thì gọi là vân tay nhưng không, thực tế không phải là vân tay các bạn nhé, chỉ cần vuốt vào là mở thôi ạ. Đấy, gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương, tem sườn bậc cửa đã được đầy đủ trên chiếc xe Ford EcoSport này rồi. Giá nóc, nhìn về cái phần sau của chiếc xe này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, cụm đèn hậu cũng rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, phiên bản Titanium Ford EcoSport Titanium. Đấy, cụm đèn hậu rất là mới này. Và nhìn từ cái phần ba đời sốc sau này thì quý vị bạn thấy được là xe cũng đã được trang bị là cảm biến lùi, camera lùi. Đấy, và cái phần ốp lốp sơ cua này là chủ xe cũng đã khóa rất là cẩn thận đấy quý bạn nhé. Trong cái lốp sơ cua này là còn nguyên bản, rất là mới này. Và đây là cái phần đặc biệt mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố cho chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium 2019 này. Với động cơ xăng 1.5 lít mà chỉ 6,17 lít cho 100 km quãng đường kết hợp, hoặc nếu như chạy trong đô thị thì 8,14 lít, còn nếu như ngoài đô thị chưa đến 5 lít quý bạn ạ, chỉ có 4,96 lít xăng cho 100 km quãng đường kết hợp. Đấy, với cái thời buổi xăng tăng giá, xăng giá cao như hiện nay thì với chiếc xe 1.5 này đi rất là hiệu quả quý bạn ạ, hiệu quả ở cái phần tiết kiệm nhiên liệu mà động cơ thì rất là khỏe nhé, phù hợp với tất cả những cung đường từ đường phố cho đến đường trường đi đều rất thích quý bạn ạ. Đấy, màu nâu hổ phách đem ra ngoài trời nắng này rất là đẹp quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp, dưới trời nắng thì cái màu nâu hổ phách này nó rất là đẹp luôn, óng ánh luôn quý bạn ạ. Đấy, về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp như này rồi đấy quý bạn nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Trước khi xem về cái phần nội thất của chiếc xe thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên lái này cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Để quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ này, keo chỉ của cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản nhé. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ạ, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn. Đấy, từ những cái phần ốc bản lề này còn nguyên bản này, tắp bi cánh cửa này rất là mới, rất là đẹp. Bước vào cái bậc cửa này thì quý vị bạn cũng đã thấy được là chủ xe rất là cẩn thận này, dán bậc cửa này, bên trong là ốp inox này, đấy, chống xước này, thảm sàn 5D đầy đủ cả rồi quý bạn nhé. Nội thất da nguyên bản của xe nhưng rất là đẹp đây quý bạn này, chưa có bị móp miếc gì ghế này, chưa có bị xước sát gì cả, vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi, 3 vạn 4 km đấy. Vô lăng rất là đẹp đây quý bạn này, vô lăng cần số, tay phanh đều rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem đây ạ. Cũng giống như vậy là keo chỉ nguyên bản này. Đấy, bậc cửa này cho đến những cái phần này, lót sàn này, ghế thì rất là mới rồi quý bạn ạ. Ghế này là rất là mới rồi. Là ở những cái phiên bản 5 chỗ không chạy dịch vụ thì những chiếc ghế sau này đều rất là mới quý vị bạn ạ. Vì gần như là chủ xe đi làm một mình thôi quý vị bạn nhé. Đấy, từ trần này, nội thất trần này, đấy, cho đến giá nóc đầy đủ rồi. Trần đây, phần nỉ trần đây quý bạn nhé. Nỉ trần rất là mới, rất là sạch này. Mặc dù là chiếc xe này chúng tôi mua về là chúng tôi còn chưa có dọn rửa gì đâu. Đúng ra là tôi còn chưa rửa cơ quý bạn nhé. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây quý bạn này. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây, 3 vạn 4 km nhé. Vô lăng này, vô lăng rất là đẹp này, cần số này, tay phanh này đều rất là đẹp. Và màn hình quan trọng là đã được trang bị cái màn hình giải trí đa phương tiện này quý bạn nhé. Đa phương tiện tức ở đây đã có cả USB hoặc có thể xem mạng, YouTube các thứ đều đầy đủ hết ở trên cái màn hình này rồi nhé. Và khóa thông minh, đề nổ start top, điều hòa tự động này. Đấy, option thì rất là nhiều rồi quý bạn ạ, không còn thiếu một cái gì nữa. Đấy, khóa trung tâm bấm tay đây ở cánh cửa trước, trước đều có, sau đều có hết khóa luôn quý vị và nhé. Đấy, một chiếc xe Ford EcoSport 2019
phiên bản 1.5 Titanium. Ngồi ghế sau này chúng ta cũng có thể bấm được khóa trung tâm. Đấy, rất là đẹp này, cửa nóc này. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chủ xe cũng lên thêm rất là nhiều đồ nhé quý bạn nhé. Từ dán kính trải sàn 5D này, rồi camera hành trình này, rồi toàn bộ về cái bóng đèn là chủ xe đã thay toàn bộ đèn mới rồi quý bạn nhé. Đèn sáng bi xenon đấy, sáng trắng, ánh sáng trắng và siêu sáng đấy ạ. Đấy, vô lăng thì rất là đẹp này. Vô lăng, cần số này, tay phanh đều rất là đẹp quý vị và các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau ở cái phiên bản model 2019. Bắt đầu là từ 2019 thì Ford cũng đã thay đổi cho chiếc EcoSport này toàn bộ nhé, từ cái phần khóa này. Ở phiên bản trước đó 2018 ấy, thì khi chúng ta mở chúng ta phải bấm tay vào đây. Nhưng mà ở từ model 2019 thì cánh cửa này được mở bằng điện rồi nhé, chỉ cần bấm nút này ra cửa. Đấy. Và đây là cái cánh cửa phía sau quý vị bạn nhé, cửa sau này. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Đấy. Keo chỉ nguyên bản này. Và cái táp bi cửa của cái sau này rất là mới, rất là đẹp đây ạ. Ốc bản lề cánh sau này cũng còn nguyên này. Đấy. Chúng tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị va chạm gì từ cái cánh cửa phía sau này. Cái phần cốp sau này cũng đã được chủ xe lắp thêm cái lót sàn 5D quý bạn nhé, cho nên là rất là sạch sẽ và đẹp sang trọng luôn ở cái phần cốp sau này quý vị và bạn nhé. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ đóng cái cốp sau này lại, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước, mở cái cánh cửa phía sau. Thưa với quý vị bạn, tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị bạn cùng xem này. Cánh cửa phía sau này từ táp bi keo chỉ là còn nguyên bản hết, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Táp bi cánh cửa này, keo chỉ này, ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, còn nguyên bản này. Đấy, và nội thất thì rất là đẹp đây quý bạn nhé. Từ phần trần này, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp, chưa có rửa gì cả mà nó đẹp như này đấy quý bạn nhé. Nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe. Và cái hàng ghế ngồi phía sau này thì quý bạn thấy đấy ạ, rất là mới này, chưa có người ngồi mấy đâu nhé, rất là đẹp luôn quý bạn này. Hàng ghế phía sau, bậc cửa này, chủ xe rất là cẩn thận dán ni lông này, lắp cái bậc bộ inox này. Đấy, và lót sàn 5D đầy đủ hết cả rồi quý bạn nhé. Và tiếp theo thì đây là cái cánh cửa phía trước bên phụ quý bạn nhé. Keo chỉ này cũng còn nguyên bản này, chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, tất cả là còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên đây ạ. Đấy, còn nguyên và còn rất là đẹp nhé. Từ cái bậc cửa này, dán ni lông ốp inox này, ốc bản lề cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nội thất da, ghế bên phụ này, cho đến toàn bộ về cái phần nội thất bên trong này, từ trần này rất là đẹp này, nội thất da này, ghế da này, vô lăng cần số này, màn hình tay phanh đây ạ, đều rất là mới này. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Cần số này, vô lăng mới tinh. Đấy, rất là đẹp. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium 2019 rồi. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tất cả từ những cái ốc cabo cho đến những keo chỉ cabo này là còn nguyên bản hết nhé. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Không những nó còn nguyên bản mà chúng tôi còn chưa rửa cơ, chưa có dọn dẹp gì cả. Mua về như thế nào là tôi quay nguyên như thế vậy đấy. Tất cả là còn nguyên bản luôn quý bạn nhé. Đấy. Đấy, về cái phần động cơ đấy, chưa có dọn dẹp gì cả, rất là mộc mạc nguyên bản. Chiếc xe mới lăn bánh được có 3.4 km thôi, cho nên động cơ còn rất là mới, còn nguyên bản. Nguyên bản từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy quý bạn nhé, rất là đẹp rồi. Thì trong chiều nay hoặc ngày mai thì tôi sẽ cho đi đánh bóng dọn dẹp chiếc xe này đi, cho quý vị các bạn đến xem là nó như mới luôn quý bạn nhé. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất và cái phần động cơ của chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium 2019.
Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản. Với chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 569 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe. Số tiền còn lại thì quý vị và các bạn có thể trả trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford EcoSport 1.5 Titanium màu nâu hổ phách 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Ford EcoSport 2019 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.